Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm một cái clip test nhanh cái dòng loa Bose 101 Music Monitor. Thì mình test cái cặp này cũng sẵn để gửi cho một cái anh khách ở Hà Nội ha. Thì mình đã có gửi hình ảnh chi tiết của cái dòng của cặp loa này, đúng cặp này, qua cái kênh Zalo của mình, số điện thoại là 0908 272812 đó các bạn. Thì khách Hà Nội đã chốt rồi ha. Thì mình quay video sẵn test cho khách và cũng như để giới thiệu sơ đến các bạn luôn ha, thêm về cái dòng này. Thì dòng này là lúc ở những cái video đầu về dòng này mình đăng cách đây khoảng 1-2 năm trước á, thì mình đã có giới thiệu các bạn cái cách phân biệt cái dòng Bose 101 Music Monitor xịn và nhái ha. Thì thực tế thì với dòng Bose 101 Music Monitor này thì trên thị trường thì nó chỉ nhái đúng cái dòng này thôi nha các bạn. Nó sẽ nhái đúng cái dòng 101 Music Monitor, hàng thị trường Mỹ, hai lỗ thông hơi hình tam giác nha các bạn, và e căng bằng kim loại giống như cái này ha. Và nó, chúng ta còn rất là nhiều cái model của Bose 101 hàng thị trường Nhật các bạn. Thì đó là dòng e căng vải ha. Thì hiện tại cái nó chưa có nhái cái dòng đó đó. Thì dĩ nhiên hàng nhái thì nó phải có nhái theo một cái hàng thật nha các bạn. Có nghĩa là những người một số bạn không biết thì các bạn nói là cái dòng Bose này, cái dòng e căng sắt này là hàng nhái là không đúng ha. Tại vì nhái thì nó phải nhái theo một cái thật, nó phải làm theo một cái thật, chứ không ai nhái theo một cái mà nó chưa có nha các bạn. Đó. Thì đây là những cái dòng mà trên thị trường nó nhái, nó bán khoảng 5-600 nghìn một cặp, mà khoảng hàng mới 100% nguyên hộp xốp đó các bạn. Thì có một số kênh YouTube mình coi khá là mắc cười, thì họ nói là tàu điểu và tàu xịn. Thì tàu điểu hay là tàu xịn thì nó vẫn là nhái các bạn à, chẳng qua là tàu điểu tàu xịn để họ bán các bạn 1 triệu mấy một cặp, hoặc là mấy trăm nghìn một cặp thôi, ví dụ như 700 nghìn một cặp, hoặc là 1 triệu 2 một cặp thôi. Đó, nó phân biệt tàu điểu và tàu xịn thôi. Nhưng mà tàu điểu hay tàu xịn thì đều là hàng tàu các bạn. Đó, tàu đang nói là Trung Quốc á, China đó. Và dòng này đặc biệt thì Việt Nam gia công vẫn được các bạn, không có thành vấn đề gì cả ha. Đó, tuy nhiên thì dòng này là hàng thị trường Mỹ về các bạn ha, hàng dành riêng cho thị trường Mỹ. Những cái dòng loa nhái thị trường thì nó nhái thường là trên 90% là cái số series của nó sẽ là A57168 các bạn. A57168 ha. Đó, thì tất cả các loa nó sản xuất 1000 cái, 1 triệu cái thì nó cái series của nó đều là A57168 mà thôi. Còn những dòng loa xịn thì mỗi một cái loa nó sẽ có một cái số series định danh. Cái số series ở đây và số series ở đây, và bên trong thùng nó sẽ có những cái, nó có một cái tem giấy nữa các bạn, thì nó sẽ trùng đúng cái số series phía ngoài này luôn. Đó, thì nó định danh hãng, họ hàng xịn họ định danh mỗi cái là đúng một cái series các bạn ha. Còn hàng nhái thì để nó giảm cái chi phí mà nó gia công đó các bạn, cho nên là nó in 1000 cái, 1 triệu cái thì chỉ có duy nhất là cái model là cái số series là A57168 mà thôi. Tuy nhiên cái nó 90% là A57168 là hàng nhái các bạn. Thì có những số series khác vẫn là hàng nhái, nhưng mà nó lên theo cái dạng khác thôi. Đó. Còn hàng xịn thì mỗi một cái lo nó sẽ có một số series riêng. Và đặc biệt những dòng hàng xịn thì cái gọc lo các bạn nhìn kỹ ha. Gọc lo màu đỏ luôn, có một cái màu đỏ đậm ha, chứ nó không có một màu đỏ tươi giống như những dòng hàng nhái. Và đặc biệt tí xíu mình sẽ quay cho các bạn xem cái phần phía trước ha, thì nó cái những cái phần keo lo mọi thứ chi tiết nó sẽ làm rất là đẹp, không giống như những hàng nhái nó quét một cái cục keo ha. Rồi, em quay số series cho anh các bạn. Cho anh ha. A04568 bạc. Và thằng này là A04567 ha. Cặp này nó vừa đẹp về hình thức và vừa đẹp về cái số series nữa các bạn. Số series rất là đẹp. Rồi thì mình đang test các bạn với một mình đang cắm tín hiệu bằng cái dòng dây Roel nha các bạn. Dòng dây Roel của mình bên kênh mình giá rất là tốt ha. 85.000 một mét các bạn. 85.000 một mét ha, dòng dây lo của Ý, hàng chính hãng. Ha, Italia, hay chúng ta gọi là Ý nha các bạn. Ha, made in Italy. Đó, 85.000 một mét nha các bạn. Xài rất là tốt cho những dòng lo 2 tấc, 3 tấc ha, những dòng lo gia đình thì dòng dây này là xài rất là hợp lý nha các bạn. Đó, không cần phải dây to đâu. Dây to chúng ta chỉ cần là nó truyền xa thôi ha, chứ dây to nó không có phụ thuộc nhiều vào cái lo các bạn, lo lớn hay lo nhỏ các bạn. Dây to nó chỉ giúp chúng ta giảm cái hao phí ha, trên cái đường truyền dài mà thôi. Còn trong gia đình chúng ta xài có 3m, 5m thì những dòng này dây 1.5 này rất là hợp lý rồi. Rồi, thì đây ha. Đây, các bạn có thể nhìn ha. Cái mũi keo của nó nè các bạn ha, một cái lớp keo rất là bóng ha, và nó quét rất là đều. Cái râu lo thì nó nằm ở đây, và lớp keo của nó sẽ là một cái lớp keo nhẵn, nó chét xung quanh thôi. Còn những cái dòng lo nhái thì nó sẽ quét một cái cục đen thùi lùi đây các bạn, nhô một cục ha. Keo thì nó là một cái lớp keo thô, không phải là keo bóng, và nó sẽ là quét cục nha các bạn. Đó, nó sẽ quét một cục ở đây, một cục ở đây,
nhìn nó rất là thô ha. Còn những dòng loa xịn thì keo nó là một cái lớp keo bóng các bạn ha, và nó quét rất là thanh mảnh như thế này mà, thấy không đó. Còn thằng kia nó sẽ quét lớp keo một cục lên, các bạn sẽ không thấy được cái râu loa luôn, bạn sẽ thấy được giống như là một cái cục keo nó nhô lên thôi đó. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở một cái đoạn nhạc trên cái cặp loa này ha. Dòng này thì 6 ohm bạc đánh rất là lực nha, 6 ohm đánh rất là lực. À sorry các bạn, dòng này là 60W, mình nói nhầm. Dòng này 60W 4 ohm ha, nó đánh lực hơn những cái dòng 45W 6 ohm của thị trường Nhật nha các bạn. Đánh rất là lực. Đó, và các bạn lưu ý ha, thì những cái dòng loa 101 music monitor này là một trong những dòng loa nó có cái công suất lớn nhất nha các bạn, trong những dòng loa 101. Những cái dòng loa thị trường Nhật nó để 150W, nhưng mà đó chỉ là công suất maximum thôi, ở một cái khoảnh khắc nào đó mà cái loa chúng ta nó không có bị hư thôi, chứ đó không phải là cái công suất hoạt động liên tục của loa ha, các bạn lưu ý. Có một số anh em, các bạn mình có xem một số video, một số anh em nói dòng loa này 150W thì không thể ha, không thể nào đánh 150W liên tục được. Cái đó chỉ là một cái công suất để cái loa chúng ta nó không có bị hư hỏng hoặc bị cháy, giống như là có một tiếng rú rít gì đó, nó không có cháy thôi nha các bạn, chứ thật ra nó không đánh liên tục được 150W. Các bạn cứ thử nghĩ một cái chiếc loa, cặp loa 301 đây các bạn, một chiếc loa 301 to, bass 2 tấc, một mic, một chép phía sau, nó đánh chỉ 75W liên tục thôi. Thì không có chuyện những cái dòng loa 101 này nó đánh 150W liên tục nha. Các bạn đừng nghe những cái lời quảng cáo của những cái kênh khác ha. Đó. Rồi ok, một cái quạt của cái cục đẩy mình nó hơi kêu nha các bạn. Ok, test nhanh một cái đoạn nhạc. Gió hiền, một chàng thư sinh mãi tìm nguồn thơ đi giữa một rừng hoa. Tình xuân thắm nồng, ngàn hoa anh hồng, vườn đào rực rỡ đón xuân sang. Chợt nhìn gặp một ánh mắt dài nhân, như tiên giang chân hiện ra giữa nắng. Tiếng mít rất là dày nha các bạn, tiếng mít rất là dày, rất là hay. Ê ấp bên hoa, người thôn nữ má hồng như màu đào. Tình ngoài còn em, mà lòng đã như ghi nhớ ngày gặp nhẹ quay gót hai, còn lưu luyến nhiều để sau, để nhớ đến mai sau, để lòng người gặp gỡ đã in sâu, bâng khuâng ngỡ ngàng đào nguyên riêng bóng. Qua rồi tới nơi vườn cũ hoa tan rồi lại nơi tìm về thôn xưa hoa còn đó. Rồi ok nha các bạn, đó thì mình đã test hai cái loa hoạt động hoàn hảo hết rồi. Với những cái dòng loa mô 101 này về, đặc biệt á, nó về trong một cái tình trạng còn rất là đẹp như thế này các bạn, thì hiếm khi nào mà nó bị vấn đề gì hết các bạn. Mình về khá là nhiều cái dòng loa 101, thì những cái dòng này nó chỉ có duy nhất một cái nhược điểm là khi vận chuyển mạnh, có thể là những cái xương loa bằng nhựa nè các bạn, nó giòn á, thì nó bể, nó gãy cái xương này thôi.
Còn thật ra là 99% là về không thấy cái dòng nào nó bị hư các bạn. Cả nghĩa bị hư có nghĩa là nó bị đứt hoặc là nó bị cháy gì đó, hầu như là không có. Dòng nào về bật lên hát cũng rất là tốt các bạn. Nó chỉ có nhược điểm là cái nếu mà vận chuyển mà không khéo ha thì nó bể cái xương nhựa này thì coi như là chúng ta sẽ bỏ luôn cái loa. Đó. Còn lại là nó, những dòng này rất là trâu bò nha các bạn. Đó. Thì thấy những cái dòng mà lâu lâu nó về thì nó treo ngoài nắng nhiều á, những cái lớp keo ở đây nó có thể hơi bị khô hoặc nó hơi bị giòn đó các bạn, nhưng mà hát vẫn rất là tốt, hát ầm ầm luôn, không thành vấn đề gì hết á. Đó, coi duy nhất cái xương nó dễ bể thôi. Đó. Chứ về rất là ok ha, không có cặp nào mà nó bị tịt ngồi hết á. Rồi ok, thì bạn nào quan tâm các dòng loa của Bose thì các bạn mời các bạn Zalo mình qua số điện thoại 0908 ha. 272812 nha các bạn, thì để tiện cập nhật hình ảnh sản phẩm vân vân. Và ví dụ những cặp này mình sẽ đăng chụp hình ảnh chi tiết cho các bạn, đăng trên cái kênh Zalo ha, và gửi đến các bạn báo giá chi tiết từng cặp ha. Hàng đẹp thì giá nó cao xíu, hàng xấu thì giá nó thấp tí xíu để bán bù trừ qua sức lại nha các bạn. Đó. Thì cái dòng này thì e-căn của nó bằng kim loại các bạn, cho nên vận chuyển nó sẽ có tí xíu mớp thế này ha. Hàng về mình cũng chưa có đụng chạm nữa ha. Thì cái này khéo tay chúng ta sẽ nặng lại, nặng đều lại nó sẽ đẹp thôi. Rồi ok, bạn nào mới vào kênh thấy thích các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, cũng như để xem nhiều video clip mới các bạn. Đừng quên nhấn nút chuông để không bỏ lỡ những cái video mới. Rồi, hẹn các bạn video clip tiếp theo.